Ngày hôm nay mình sẽ và các bạn đi tô màu của mình nha. Đây mình sẽ cho các bạn xem mình tô sản phẩm đẹp nhất. Nếu các bạn xem video của mình mà thấy video của mình tô màu đẹp này, sáng tác hay thì hãy cho mình một lượt like và một lượt đăng ký kênh để mình có nhiều động lực thêm nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nha các bạn. Tôi một xong nhé các. Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ và các bạn đi tô màu của mình nha.
Đây mình sẽ cho các bạn xem mình tô sản phẩm đẹp nhất. Nếu các bạn xem video của mình mà thấy video của mình tô màu đẹp này, mình sáng tác hay thì hãy cho mình một lượt like và một lượt đăng ký kênh để mình có nhiều động lực thêm nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nha các bạn.
xem mình đã kết thúc rồi. Tôi mở xong nhé.